Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thêm hai nước phát hiện khinh khí cầu lạ. Colombia và Croatia xác nhận sự xuất hiện của khinh khí cầu trong bối cảnh Mỹ tuyên bố bắn hạ một khinh khí cầu, nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc. Tối hôm qua, Costa Rica xác nhận đã có người nhìn thấy một khinh khí cầu lớn màu trắng bay qua thủ đô San Jose trong tuần này. Khinh khí cầu được nhìn thấy có vẻ ngoài tương tự khinh khí cầu mới bị Mỹ bắn hạ. Tổng giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Costa Rica Fernando Naranjo Elizondo nói với CNN rằng khinh khí cầu được phát hiện ở San Jose hai ngày trước đó không phải là khinh khí cầu có nguồn gốc từ Costa Rica. Theo ông Elizondo, Costa Rica không có kế hoạch điều tra thêm vì khinh khí cầu đã biến mất. Lực lượng không quân Colombia xác nhận một vật thể có đặc điểm tương tự một khinh khí cầu đã được phát hiện trong không phận nước này. Khinh khí cầu này được phát hiện ở khu vực phía bắc Colombia. Khí cầu đã rời khỏi không phận Colombia sau khi hệ thống phòng thủ quốc gia theo dõi. Lực lượng không quân Colombia cho biết họ đang phối hợp với các quốc gia, tổ chức khác để xác định nguồn gốc của khinh khí cầu. Không quân Colombia xác nhận khinh khí cầu không gây ra mối đe dọa đối với an ninh và quốc phòng hoặc đối với an toàn hàng không của Colombia. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Bảy tuyên bố khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc đã bị bắn hạ sau vài ngày xuất hiện trên bầu trời Mỹ. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện ở không phận Mỹ là hành động vi phạm chủ quyền cũng như luật pháp quốc tế và không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng cáo buộc khinh khí cầu được Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực giám sát các địa điểm chiến lược ở lục địa Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đó chỉ là khinh khí cầu dân sự sử dụng trong mục đích nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng của gió Tây và khả năng điều khiển hạn chế, khinh khí cầu đã đi chệch hướng dự kiến ban đầu. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã bác bỏ những tuyên bố của Trung Quốc rằng khinh khí cầu bị bắn rơi chỉ đơn giản là sử dụng cho mục đích dân sự và đã vô tình xâm nhập không phận Mỹ. Đây là một khinh khí cầu do thám Trung Quốc. Khinh khí cầu này đã cố tình đi ngang qua Mỹ, Canada và chúng tôi tin rằng nó đang tìm cách do thám các địa điểm quân sự nhạy cảm, quan chức Mỹ nói. Quan chức Mỹ nhận định khinh khí cầu thứ hai được phát hiện ở Trung và Nam Mỹ và là một khinh khí cầu do thám khác của Trung Quốc và mang các đặc điểm kỹ thuật tương tự khinh khí cầu đã bay qua Mỹ. Cả hai khinh khí cầu đều mang theo thiết bị do thám thường, không liên quan đến các hoạt động khí tượng tiêu chuẩn hoặc nghiên cứu dân sự. Thiết bị thu thập thông tin và các tấm pin mặt trời nằm trên dàn kim loại treo bên dưới khinh khí cầu là đặc điểm nổi bật của cả hai khinh khí cầu, quan chức Mỹ nói thêm. Theo quan chức Mỹ, Trung Quốc đã sử dụng các loại khinh khí cầu do thám này trong nhiều năm và các thiết bị này được phát hiện ở năm châu lục. Quá trình Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc. Máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc chỉ bằng một quả tên lửa khi nó bay qua vùng biển ngoài khơi Nam Carolina. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, chúng ta đã bắn thành công khinh khí cầu và tôi muốn khen ngợi các phi công đã thực hiện điều đó. Tổng thống Biden đã ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu hôm thứ Tư, nhưng Lầu Năm Góc khuyến nghị nên đợi cho đến khi có thể thực hiện việc này ở một vùng nước rộng lớn hơn, để bảo vệ dân thường khỏi các mảnh vỡ rơi xuống từ độ cao hàng ngàn mét. Nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia vào nhiệm vụ, nhưng chỉ có máy bay chiến đấu F-22 từ căn cứ không quân Ladley ở Virginia thực hiện việc bắn hạ khinh khí cầu vào lúc 14 giờ 39 phút ngày thứ Bảy vừa qua. Máy bay F-22 mang hiệu số 1939 GMT sử dụng một tên lửa không đối không siêu thanh AIM-9X Sidewinder duy nhất, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết. Các quan chức cho biết khinh khí cầu bị bắn rơi cách bờ biển Mỹ khoảng 6 hải lý trên vùng nước tương đối nông để có thể thu hồi các bộ phận chính của thiết bị giám sát Trung Quốc trong số các mảnh vỡ. Vụ bắn hạ khinh khí cầu được thực hiện ngay sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh dừng các chuyến bay đến và đi từ 3 sân bay ở Nam Carolina gồm Wilmington, Midland Beach và Salerton do các vấn đề an ninh quốc gia. Các chuyến bay đã được nối lại vào chiều ngày thứ Bảy.
khinh khí cầu của Trung Quốc lần đầu tiên đi vào không phận Mỹ hôm 28 tháng 1 trước khi di chuyển vào không phận Canada vào hồi 30 tháng 1, sau đó trở lại không phận Mỹ vào ngày 31 tháng 1. Sau khi bay qua đất liền Mỹ, khinh khí cầu này đã không trở lại biển rộng, khiến việc bắn hạ trở nên khó khăn. Phải đến ngày thứ tư, các quan chức Mỹ mới tiết lộ công khai sự xuất hiện của khinh khí cầu này. Đánh giá của chúng tôi là nó không có khả năng cung cấp thêm nhiều giá trị đáng kể so với khả năng khác của trí tuệ nhân tạo Trung Quốc, chẳng hạn như vệ tinh trong quỹ đạo thấp của trái đất. Quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói, đồng thời cho biết Washington sẽ tìm hiểu thêm về khả năng của khinh khí cầu sau khi thu được các mảnh vỡ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói rằng, khinh khí cầu được Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực giám sát các địa điểm chiến lược ở Đại lục Mỹ. Một phóng viên ảnh của Reuters chứng kiến vụ bắn hạ khinh khí cầu cho biết, một luồng hơi phát ra từ máy bay phản lực của Mỹ và vào khinh khí cầu, nhưng không có vụ nổ nào. Sau đó, khinh khí cầu bắt đầu rơi xuống. Quân đội Mỹ chưa thực hiện ngay việc thu hồi các mảnh vỡ từ khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã ban hành lệnh hạn chế bay tạm thời để dọn sạch không phận xung quanh bờ biển Nam Carolina, thông báo chặn các chuyến bay trong khu vực 260 km2, chủ yếu là Đại Tây Dương. FAA cũng cảnh báo quân đội có thể sử dụng vũ lực nếu bay vi phạm lệnh hạn chế và không tuân thủ yêu cầu rời đi. Phóng viên ảnh của Reuters ở khu vực Midlebic có thể nhìn thấy khinh khí cầu bị tình nghi là do thám trên trời với hai máy bay quân sự của Mỹ bay áp sát. Theo một quan chức cấp cao, nhiều tàu hải quân và cảnh sát biển Mỹ đang bảo vệ khu vực nơi chiếc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi. Quan chức này nói với CNN rằng hải quân đã lường trước được việc phải thu hồi các mảnh vỡ ở vùng nước sâu hơn, nhưng nó đã rơi xuống độ sâu khoảng 14,3 mét, khiến việc thu gom dễ dàng hơn. Quan chức này cho biết các thợ lặn có năng lực của hải quân sẽ xuống nước khi cần thiết để hỗ trợ hoạt động. Ngoài ra, còn có các tàu không người lái có thể trục vớt khinh khí cầu lên tàu, quan chức này nói thêm. Song ông không nói rõ các phi hành đoàn sẽ mất bao lâu để khôi phục bất kỳ thiết bị nào tìm thấy từ chiếc khinh khí cầu bị bắn rơi, nhưng lưu ý rằng việc khôi phục có thể mất một thời gian tương đối ngắn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên thu thập mảnh vỡ của khinh khí cầu vừa bị bắn hạ để làm đồ lưu niệm, không nên chạm, di chuyển hay loại bỏ các mảnh vỡ. Các mảnh vỡ là một phần của cuộc điều tra liên bang và người dân thu nhặt chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra đó. Một bài đăng trên Facebook từ chính quyền hạt Horry bang Nam Carolina cho biết, Trung Quốc bày tỏ lấy làm tiếc việc một khinh khí cầu sử dụng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác đã bị đi lạc vào không phận Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Bảy cho biết chuyến bay của khí cầu qua Mỹ là một tai nạn bất khả kháng, đồng thời cáo buộc các chính trị gia và phương tiện truyền thông Washington đã lợi dụng tình hình để làm mất uy tín của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đánh giá rằng khinh khí cầu này chỉ là hoạt động mới nhất trong chuỗi hoạt động khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trải dài trên toàn cầu. Hôm thứ Sáu vừa qua, Lầu Năm Góc cho biết một khinh khí cầu khác của Trung Quốc đang bay qua khu vực Mỹ Latin. Theo quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ, trong vài năm qua, khinh khí cầu Trung Quốc đã được phát hiện ở các quốc gia trên khắp năm châu lục gồm Đông Á, Nam Á và châu Âu. Vụ khinh khí cầu đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm Trung Quốc ban đầu dự kiến vào hôm 3 tháng 2. Trung Quốc phản ứng việc Mỹ bắn hạ khí cầu gián điệp. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bắn hạ khí cầu của nước này, cho rằng Washington đã phản ứng thái quá và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế. Trung Quốc bày tỏ bất bình và phản đối mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ khí tấn công thiết bị bay không người lái dân sự. Phía Trung Quốc đã nhiều lần thông báo cho phía Mỹ sau khi xác minh rằng khinh khí cầu được sử dụng cho mục đích dân sự và bay vào lãnh thổ Mỹ vì lý do bất khả kháng. Đó hoàn toàn là một sự cố, thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm Chủ nhật vừa qua. Trung Quốc rõ ràng đã yêu cầu Mỹ xử lý vụ việc một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp và kiềm chế. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố khinh khí cầu sẽ không gây ra mối đe dọa về quân sự hay cá nhân nào đối với người dưới mặt đất, thông báo cho biết thêm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty có liên quan, đồng thời bảo lưu quyền đưa ra phản ứng cần thiết hơn nữa. Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc đã bị bắn hạ.
Theo một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia vào nhiệm vụ bắn hạ khinh khí cầu và máy bay chiến đấu F-22 từ căn cứ không quân Lally ở Virginia đã thực hiện bắn vào lúc 14 giờ 39 phút theo giờ địa phương, sử dụng tên lửa AIM-9X. Theo các nguồn thả tin, các mảnh vỡ của khinh khí cầu sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm của cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI ở Quantico, Virginia để các chuyên gia FBI và cơ quan tình báo phân tích. Một quan chức quốc phòng cấp cao nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã triển khai nỗ lực hợp tác với FBI và các cơ quan phản gián để hỗ trợ phân loại và đánh giá thiết bị này. Giới chức Mỹ xác nhận khinh khí cầu bị bắn rơi cách bờ biển Mỹ chỉ khoảng 6 hải lý trên vùng nước tương đối nông, do vậy có khả năng khôi phục các bộ phận chính của thiết bị do thám này trong những ngày tới. Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết một vật thể nghi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã đi vào không phận ở miền Bắc nước Mỹ và được cho là di chuyển qua các địa điểm nhạy cảm ở Mỹ. Hôm thứ Sáu, khinh khí cầu được phát hiện ở không phận Missouri và di chuyển về bờ phía đông. Giới chức Mỹ đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, việc khí cầu Trung Quốc xuất hiện ở không phận Mỹ là hành động vi phạm chủ quyền cũng như luật pháp quốc tế và không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng cáo buộc khinh khí cầu được Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực giám sát các địa điểm chiến lược ở lục địa Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đó chỉ là khinh khí cầu dân sự sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Phía Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng của gió Tây và khả năng điều khiển hạn chế, khinh khí cầu đã đi chệch hướng dự kiến ban đầu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của kênh Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ kênh Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.